Anh lên lên luôn này. Rồi đi đi. Quay quay lại muốn chưa? Rồi đây cho mọi Tam Phúc đây rồi các bạn ơi. Thời tiết là sương mù. Bồ thai. Đi phải đi có sương có ao. Máy bảo vớt đẹp luôn. Chào đâu đến xa. Đang thi công để chuẩn bị đón lễ lớn lên toàn ngày lễ hội chùa Tam Trúc là ngày 12/14/5/2019 các bạn.
đang đi bộ. Thấy mệt đấy các bạn. Xây dựng hoàn tất để chuẩn bị đón đại lễ. Tuy rằng rất mệt nhưng phải cố gắng. Lần tới chưa bác? Các cô gái xinh mà đi xuống rồi đấy các bạn. Đi hảo. Gần tới chưa các bác ơi? Thank you.
xuống. Một cây nữa à? Ui, một cây nữa à? Cây nữa. Gần tới chưa bác? Sắp rồi. Sắp rồi chứ. Một cây nữa tới các bạn ơi. Chưa bác ơi. Các bác đi từ bao giờ đã lên lại đã đi về rồi. Mệt hơn là lên. Nó chùn chân. Em ơi em đi nói bên đây. Tới chưa? Tới chưa? Cả lăng rồi quay xuống rồi. Tiếp tục các bạn. Bác này, bác ấy mệt quá, không xuống được đây này. Tới rồi các bạn ơi. Tới rồi. Cây số nữa mới đến tới đây. Bỏ cuộc. Lên cao hơn. Lên cao hơn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.